Korean Channel. Một hai một hai một hai. Ây da, cái gì vậy cái gì vậy? Ồ, con chim đẹp quá à. Trời, sao có con chim đẹp thương quá. Ê, Milo, 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 đừng có dí con chim. Trời ơi, con chim dễ thương vậy mà em dí làm gì vậy? Milo, Milo, thả con chim ra. Trời ơi, em đè vậy con chim nó bị đau làm sao? Trả ra, chim là của chị, trả ra. Chim này là của chị. Em không có được kẹo em chim nha. Chim ơi, chim có sao không vậy? Wow, ở đâu có chim đẹp quá vậy? À, ôi, à, tiêu rồi, tiêu rồi. Trả, trả lại, trả lại. Bà phù thủy kia, trả chị Lucy lại đây. Ôi trời, tiêu rồi. Bảy, bắt Lucy bay lên trời rồi, mình làm sao mình dí theo kịp? Ô, sao con chim này nó biến thành khổng lồ kìa? À, thì ra đây là chim thần. Chim thần ơi, chở mình dí theo đi. Ha ha, lần này thì nguy tiêu rồi. Bà phù thủy kia, trả Lucy lại đây. Bà phù thủy không được bắt cóc Lucy. Chim thần ơi, bay nhanh hơn nữa đi chim thần. Rừng bây giờ phải lại bay ra ngoài biển rồi. Con chim bị trắng này nó cởi con chim thần nhanh quá, không được không được, bà phải chui vào hang động ở dưới biển mới được. Ôi thôi tiêu rồi tiêu rồi, bà ẵm Lucy xuống dưới biển rồi. Ở dưới đó có hang động của bà ta. Chim ơi, chim có bay xuống dưới biển được không? Không biết nữa, để chim bay thử nha. Biển mà con chim cũng bay được nữa hả? Không được không được, mình xuống dưới đây mình thấy hiện nguyên hình đã. Thôi, ta đã giấu Lucy vào trong cái nón rồi. Bây giờ ta mặc sức mà bơi thôi, không ai dí lại được. Ôi, bà phù thủy IC biến thành con bạch tuộc khổng lồ rồi kìa. Bây giờ mình làm sao dí được bả đây? Đợi xíu, chim thần sẽ biến thành cá ngựa. Chim thần sẽ bơi ngay thôi. Ôi, hên quá hên quá. Và để cứu Lucy ở dưới biển, bà Bena cũng đã viết một cái game mới rồi nè. Game này tên là Chibi Swimming. Lúc này Chibi Trắng sẽ cởi cá ngựa và dí theo bà phù thủy IC, chính là con bạch tuộc khổng lồ này nè. Chúng ta cùng xem thử trong game này có gì nha. Đây, đây là màn số 1. Ồ, bây giờ chúng ta phải điều khiển sao cho Chibi Trắng cởi cá ngựa không đụng vào những cái ống này, và đồng thời dùng những con sao biển, những con ốc chọi vào con bạch tuộc. Nhưng mà đồng thời á, cũng phải né những con cá, những con quái vật biển mà do con bạch tuộc bắn ra. Khi mà Chibi Trắng mà bị những con đó đụng vô thì sẽ bị mất một trái tim. Nhưng mà đồng thời á, nếu Chibi Trắng bắn ra được những con sò thì nó sẽ tạo thành lưới để bắt những con quái vật do con bạch tuộc bắn ra. À, còn có một cái nút nữa, khi mình cần thiết thì có một cái nút được hiện ra, đó là chị tiên cá. Mình nhấn vào đó thì chị tiên cá sẽ xuất hiện và giúp đỡ cho mình bằng cách là chị đi hái những trái thần tiên quăng ra cho mình, mình sẽ lượm được. Chị bị cắn nhặt được những trái tim thần tiên này, ăn vào thì sẽ tăng được sinh mạng lên. Ồ, con rùa cũng bị bỏ vô lưới rồi. À, một hồi chúng ta sẽ có những cái viên đồ chơi nữa có thể giúp chúng ta bắn vào phù thủy luôn đó. Ây da, và để qua được màn mới thì phải làm cho cái ống sinh mạng của bà bạch tuộc ở phía bên phải màn hình nè cạn đi thì mới qua được màn mới nha. Rồi, chúng ta cùng khám phá màn số 2 thử nào. Ui, màn số 2 có những con sinh vật ghê quá. Con cá nóc nè, con cá trình, con bạch tuộc khổng lồ. Ui da, mình mới đụng con bạch tuộc rồi. Trời, trong những cái ống còn có những cây ăn thịt người nữa. Ây da, con cá trình chích điện nữa kìa. Con cá đuối nguy hiểm quá. Càng lên màn mới thì sẽ càng vào sâu bên trong của hang động bà phù thủy. Lúc này càng nguy hiểm và khó chơi hơn. Nếu bạn nào á mà chơi được đến màn cuối cùng của level khó nhất thì nhớ chụp màn hình lại vào trong Facebook của Bé Na để gửi cho Bé Na. Bé Na sẽ có quà tặng đó. Nhớ nha, nhớ nha.
Nàng sẽ thưởng cho bạn nào chơi giỏi. Rồi chúng ta cùng tới màn khác nữa nha. Xem thử ở màn đó có gì nè. Rồi mình vô thử màn 3 nha. Wow, trời ơi, màn 3 có cái gì vậy? Trang thịt người màu đen. Thôi con rùa to khổng lồ luôn. À, vào sâu vào bên trong. Trong này á là xuống đại dương sâu rồi. Tăm tối lắm. Mà các loài sinh vật nó còn to khổng lồ nữa. Giống như quái vật vậy đó. À, nó to quá nên mình rất là dễ đụng nó. Trời ơi, con rùa to kìa. Còn cá nóc nữa. Y, con tôm cũng to khổng lồ luôn. Các bạn ơi, rất là khó chơi nha. Không dễ gì thắng được đâu. Trời ơi, còn có con cua hoàng đế khổng lồ nữa kìa. Y, cũng may chị tiên cá cho mấy quả thần kỳ. Chị bị trắng có nhiều trái tim sinh mạng vậy á. Chứ không nãy giờ chắc cũng thua rồi. Toàn là quái vật khổng lồ bay ra không à. Còn có con cá đuối nữa kìa. Ý, con trình điện. Ây da, mới bị con trình điện chích trúng rồi. Ý, có nút chị tiên cá kìa. Chị tiên cá ơi, ra cứu em. Ây da, kêu nãy giờ sao chị tiên cá không ra vậy ta. Ôi, con mực to quá. Hai con luôn. Ú, trời ơi, con cá kiếm nữa kìa. Mấy bạn biết sao không? Con cá mập nữa. Mình bơi càng sâu vào bên trong thì càng gặp những con cá mà hung dữ không à. Mấy bạn lúc bay nhớ né ăn thịt người nữa nha. Ê, chị tiên cá xuất hiện rồi. Chị ơi, phụ em. Chị không giúp gì được em đâu. Chị chỉ cho em trái tim sinh mạng thôi. Dạ. Ây da, mình mới bị con cá kiếm nó đâm vô mông. Ê, trời ơi, con cá nóc nó kìa, ghê quá. Chị bị trắng bị đụng quá trời luôn mấy bạn ơi. Ây da, ây da. Mình đã có vũ khí là ngọc trai. Mấy bạn thấy chị bị trắng giàu không? Ngọc trai rất là mắc á. Mà chị bị trắng còn lấy ra để chọi được con bạch tuộc luôn á. Chị tiên cá ơi, giúp em, giúp em. Ồ, chị thả ra rất là nhiều quả thần kỳ kìa. Chị tiên cá lại xuất hiện nữa. Cứ có cái nút nào tiên cá thì mình sẽ nhấn để cho chị ấy ra. Khi mà không có xuất hiện là chị ấy đang đi hái quả thần kỳ á. Còn khi cái nút xuất hiện là chị đã hái xong rồi. Nên mình nhấn nút đó thì chị ấy sẽ ra giúp mình. Ui, con ốc trai này hay quá. Nó bắn ra kim tuyến kìa. Bào hết con bạch tuộc luôn. Rồi, thôi màn số 3 mình đi bấy nhiêu thôi. Còn lại phần cuối mấy bạn tự cài vô để chơi như thử nha. Khúc cuối nó hấp dẫn lắm đó. Mình khám phá màn số 4 thử xem nha. Màn số 4 á là vô sâu nữa. Chuẩn bị vô tới cái đồng của con bạch tuộc này rồi đó. Ờ, dưới này có vui à. Trời, sao dưới này con cá nó to dữ vậy? À, trời ơi, mình bay kiểu gì cũng bị đụng hết á. Tại vì con nào cũng bự hết. Vừa né kem thịt người nè. Vừa né những con quái vật khổng lồ dưới biển nữa. Thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này chắc chi bị cắn tiêu rồi. Khó lắm, không có dễ chơi đâu mấy bạn ơi. Đang thử thách mấy bạn đó. Đây là phần thưởng của ba bé Na nè. Ba bé Na nói rằng bạn nào mà chơi ở level khó và chơi đến được màn cuối cùng, bắt được con bạch tuộc thì nhớ chụp hình màn hình cuối đó lại, rồi vô Facebook gửi tin nhắn cho bé Na. Ba bé Na sẽ tặng quà cho các bạn đó. Nhớ nha, nhớ nha. Chơi xong rồi thì nhớ chụp hình cái màn hình mình chiến thắng rồi gửi cho bé Na nha mấy bạn. Đừng quên đó. Ui, con cá mập rồi con cá nóc nữa, ghê quá. À, ống máu tuột rồi kìa. Ống máu của con bạch tuộc nó tuột rồi, nó đổi màu luôn rồi. Thường dùng chiến thắng rồi mấy bạn ơi. Bắn, bắn liên tục luôn. Bạch tuộc kìa, mau trả Lucy lại đây nè. Bạch tuộc kìa, mau trả Lucy lại đây nè.
À ôi, trời ơi, tưởng chiến thắng hay nhà bị con cá trình nó chích điện rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lúc cài đặt game á, nhớ kéo xuống phần dưới có những ngôi sao nè, chọn vô 5 sao để ủng hộ tinh thần cho ba của bé Na nha. Và nhớ viết bình luận nữa. Hãy đóng góp ý kiến của các bạn cho ba bé Na để bà bé Na biết, để viết những cái game theo yêu cầu của mấy bạn.